Xin chào quý vị và các bạn. Cảnh báo mưa dông diện rộng vẫn đang diễn ra ở nhiều khu vực trên cả nước, suốt từ Bắc Bộ trở vào đến Trung Bộ, Tây Nguyên và cả Nam Bộ của nước ta trong hôm nay. Trong đó nhiều điểm sẽ dự báo có mưa vừa, có nơi mưa rất to. Ở Bắc Bộ trong ngày và đêm nay ở khu vực Tây Bắc Bộ vẫn đang cảnh báo có mưa vừa mưa to, lượng từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm trong 24 giờ. Còn với khu vực phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An vẫn là nơi tập trung mưa lớn hơn cả. Lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Còn với khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều tối và đêm nay tiếp tục có mưa rào và dông với lượng mưa vừa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Thời gian mưa dông tập trung vào thời điểm muộn trong ngày. Do mưa dồn dập lại cộng với nhiều điểm, nhiều khu vực đã có mưa lớn duy trì liên tiếp những ngày qua. Vì vậy, đất đá bở nhão, nguy cơ xảy ra sạt lở là rất cao. Bên cạnh đó, mưa lớn có thể gây ra lũ quét ở khu vực vùng núi, ngập úng tại khu vực trũng thấp và đô thị. Vì vậy, quý vị cần hết sức lưu ý đề phòng. Trở lại với thời tiết của các thành phố lớn, thủ đô Hà Nội hôm nay trời nhiều mây, mưa nhỏ lác đác cả ngày, có lúc mưa to. Vì vậy, nền nhiệt ngày đêm hôm nay trên thành phố không cao, chỉ từ 24 đến 30 độ, trời mát. Về chiều tối và đêm, khả năng mưa vừa mưa to vẫn xuất hiện, quý vị cần lưu ý. Thành phố biển Đà Nẵng hôm nay ban ngày trời vẫn có nắng và khá nóng, với mức nhiệt cao nhất trưa nay trên thành phố chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Tuy nhiên, quý vị cũng cần lưu ý với những cơn mưa dông có thể xuất hiện, tập trung nhiều hơn về chiều tối. Trong mưa dông cần đề phòng với gió mạnh và sấm sét. Ở phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay từ sáng đến 14 giờ trời cũng tạnh ráo và có nắng, khá nóng với mức nhiệt cao nhất ở vào khoảng 34 độ. Nhưng sau đó mây dông phát triển nhanh và gây mưa, cục bộ có mưa vừa, có nơi mưa to kèm theo dông sét và gió mạnh. Vì vậy quý vị cần hết sức lưu ý đề phòng.